tình nguyện viên huyện An Minh. Ngày thứ tư giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16, hỗ trợ mua nhu yếu phẩm cho bà con tại các cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn huyện. Hello, hello, thanh niên tình nguyện. Có hình trái tim dễ thương vậy đó hả? Dạ. Em có thể giới thiệu về mình được không em? Dạ, em là tình nguyện viên của An Minh mình anh. À, mình ở khu vực cách ly nào? Em ở bên khu vực là trường cấp 3. Trường cấp 3? Dạ. À, hôm nay thì mình có bao nhiêu đơn hàng rồi? Sáng giờ thì cũng được 4-5 đơn hàng ạ. À. Thường là mọi người mua gì em ha? Thường là kem đánh răng, hay là nước uống, mì, cháo, như hủ tiếu rồi nè. Dạ. Rồi một ngày như vậy thì mình sẽ đi bao nhiêu lần? Đi 2 lần ạ. Đi 2 lần? Dạ. Sáng buổi chiều. Là buổi sáng là coi như là chiều nay cơm, lại sáng em đi. Sáng chưa cơm, chiều em đi. Ngày thứ 2 buổi. Rồi cảm ơn nghe. Ok, xin chào bạn. Dạ, chào anh. À, mình có thể giới thiệu về mình được không? Em tên là Mai Đình, em phụ trách trưởng nhóm của trường trung học ở khu cách ly. À, tức là cơ sở cách ly dạ, tại trường phổ thông trung học An Minh. Dạ, đúng rồi. À, cho anh hỏi là mình có những cái khó khăn và vất vả gì khi mình thực hiện công việc tình nguyện viên này không? Khó khăn vất vả thì cũng ít ra anh, cũng không nhiều. Thì đi mua đồ thiết yếu cho bà con thì mưa gió thì cũng dẫn thôi, vượt qua cũng đi mua được. Nên là hỗ trợ bà con được thì cũng là niềm vui cho em rồi. Có thể cho biết lý do về bạn tham gia đội thanh niên tình nguyện lần này hay không? Lý do mà em tham gia thì nói chung là bản thân em cũng muốn là thực hiện một cái tấm lòng để giúp đỡ bà con vượt qua khu dịch bệnh như thế này. Thì bà con ở trong đó cũng rất là lo sợ, thì em ở đây em cũng là một cái tấm lòng để đi giúp bà con, hỗ trợ bà con vượt qua cái dịch bệnh này. Và cũng mong là bà con trong khu cách ly hỗ trợ là thực hiện tốt cái khu cách ly của mình đó, đừng có nên đi đâu hết, còn mọi chuyện ở ngoài này thì đã có tụi em lo hết rồi. Tức là bà con ở trong khu cách ly hãy thực hiện đúng quy định và yêu cầu của nhà nước. Dạ. Mình có gửi cái thông điệp gì đến những người nhà của họ không? Đang hiện tại họ đang ở nhà và cũng đang rất là lo lắng, bởi vì thì rõ ràng là những ngày này là cái việc mà đi lại nó rất là hạn chế. Em muốn gửi lời tới người nhà của họ là nếu mà có cần mua hoặc là muốn gửi gì vô cho người thân á thì liên hệ trực tiếp với em. Rồi những cái đồ đó em sẽ tự mình đi lấy, tự mình đi giao vô khu cách ly cho bà con, cho người thân của họ. Như vậy là bà con rất là yên tâm. Dạ. Có thể kể chi tiết một cái niềm vui nho nhỏ nào đó mà em có được trong suốt 4 ngày em tham gia cái đội tình nguyện huyện An Minh không? Dạ, niềm vui thì nói chung là vui thì vui lắm, mà mệt thì cũng mệt lắm. Cũng không biết nói sao. Và nói chung là cũng mong mọi người là cố gắng chung tay góp sức vượt qua cái dịch bệnh. Rồi cảm ơn em, chúc em nhiều sức khỏe nha. Bây giờ mình tiếp tục đi mua hàng hả? Ngày hôm nay em đi bao nhiêu chuyến rồi? Dạ em đi khoảng giờ cũng 4 chuyến rồi. 4 chuyến rồi hả? Dạ. Có ăn gì chưa đó? Dạ chưa. Cố gắng ăn nó có sức khỏe nha, bà con đang cần sức khỏe của tụi em đó. Dạ, rồi chào tạm biệt. Dạ.